5 dấu hiệu đàn ông đang ghen phát điên nhưng làm giá không nói ra. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, người ta hay nói đàn bà ghen mới đáng sợ. Nhưng trên thực tế, đàn ông cũng không kém gì. Chỉ khác là đàn ông ghen thì hay im lặng, thể hiện bằng cử chỉ, điệu bộ. Nhưng cơn ghen của họ cũng không khác gì phụ nữ, sẵn sàng bùng nổ nếu kìm nén quá lâu. Một người đàn bà thông minh sẽ bắt mạch đúng cơn ghen của chồng để xoa dịu, làm giảm bớt cảm giác bất an cho anh ấy. Thứ nhất, đăng tải nội dung tâm trạng trên mạng. Đàn ông cũng như phụ nữ, nếu quá giận hờn, khó chịu thì sẽ tìm đến mạng xã hội để giải tỏa. Nếu anh ấy là một người ít sử dụng mạng xã hội, thì một nội dung khá tâm trạng sẽ thể hiện cảm giác của anh ấy hiện tại. Đó có thể là một bản tình ca buồn hay ca khúc với lời ca sầu não. Lời bài hát đôi khi sẽ thể hiện một phần tâm trạng của anh ấy hiện tại. Thứ hai, bác chú ý đến bạn nhiều hơn bình thường. Thay vì mọi ngày không để ý đến bạn ra ngoài mặc gì, tô son màu gì, giờ anh ấy lại chú ý nhiều hơn. Nếu bạn mặc một chiếc váy ngắn hơn mọi lần, anh ấy sẽ lập tức thắc mắc. Nếu bạn tô một màu son quyến rũ hơn, anh ấy cũng không bỏ qua. Hoặc anh ấy sẽ để ý xem bạn nhắn tin với ai, gọi điện cho ai. Sự để ý này có thể chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không bày tỏ rõ ràng. Nhưng chắc chắn, đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen vì bạn. Anh ấy sợ bạn xinh đẹp hơn để người đàn ông nào đó chú ý. Anh ấy sợ bạn đang nói chuyện với người khác phái nào đó. Vì ghen nên muốn biết, vì ghen nên hỏi và để ý. Thứ ba, im lặng khó hiểu. Đàn ông thường im lặng vì nhiều lý do, nhưng ghen tuông cũng là một lý do để đàn ông im lặng. Đây có thể là dấu hiệu đàn ông ghen ngầm. Dù không nói ra, nhưng họ đang âm thầm chịu khó, không biết phải bày tỏ sự ghen tuông của mình thế nào cho đúng mực, làm sao để thật đàn ông trong mắt bạn. Đàn ông im lặng khi ghen tuông là vì vướng mắc một hành động nào đó của bạn. Có thể vì thấy bạn đang khá thân mật với một đồng nghiệp nam nào đó, hay cử chỉ vui vẻ với một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Và anh ấy im lặng là vì giận hờn, nhưng không biết phải thể hiện thế nào. Lúc này, bạn nên tinh tế để nhận biết sự bất an của người đàn ông bên cạnh. Thứ tư, muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt. Bạn đi đến một bữa tiệc sang trọng với dáng vẻ kiều diễm bắt mắt. Người đàn ông yêu bạn đương nhiên sẽ biết điều đó và âm thầm ghen với những người đàn ông bạn gặp qua. Anh ấy không thể ngăn bạn đi, càng không thể nói bản thân đang ghen, thì chỉ có thể nói rằng muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt. Hành động này xuất phát từ sự ghen tuông chẳng rõ là với ai, chỉ là sợ mất bạn mà thôi, nhưng đàn ông lại chẳng dám thổ lộ. Thứ năm, tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông của đàn ông. Không còn im lìm giữ kín hay gián tiếp thể hiện qua điều gì, họ trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn có giao tiếp với người đàn ông khác. Dù bạn chỉ nói chuyện bình thường với người khác giới, nhưng nếu đó là đối tượng đáng nghi thì anh ấy vẫn thấy khó chịu. Anh ấy có thể thở dài, mặt mày bực tức hoặc có những hành động không giống như bình thường. Bạn đừng thấy không vui vì có lẽ anh ấy chỉ đang ghen tuông, nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào để bạn biết. Dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, anh ấy cũng không muốn bạn đi cùng, vì đây có thể là đối tượng anh ấy thấy hoài nghi không an toàn. Hành động này thể hiện cơn ghen thật sự không hề nhỏ của người đàn ông. Anh ấy đã dùng hành động dứt khoát để thể hiện sự ghen tuông của mình. Tám dấu hiệu nhận biết ông chồng yêu vợ hơn bản thân, ai lấy được sướng cả đời. Cuộc sống của người đàn ông có nhiều cái bận rộn, nhưng nếu yêu vợ, anh ấy sẽ luôn đặt vợ lên vị trí ưu tiên, thậm chí trên cả công việc cũng như sở thích của bản thân. 1. Vui vẻ chủ động giúp vợ việc nhà.
Một người chồng biết yêu thương vợ sẽ luôn vui vẻ, chủ động hỗ trợ vợ trong các công việc nhà. Người chồng ấy sẽ tự nguyện chia sẻ với vợ công việc nhà mà không hề than vãn. Nếu bạn cần anh ấy đi mua đồ hay làm hộ việc này việc kia, chắc chắn anh ấy sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn thay vì tiếp tục với game mà anh ta yêu thích. 2. Thích tâm sự với vợ. Người chồng yêu vợ sẽ luôn muốn tâm sự với vợ tất cả mọi thứ trên đời, từ việc hôm nay chàng được ăn món gì ngon cho đến những khó khăn trong công việc. Đối với anh ấy, vợ là người bạn tri kỷ, tuyệt vời cũng như là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của anh ấy. Xét về mặt cảm xúc, đàn ông khó có thể cởi mở với người khác. Khi người đàn ông tìm được tình yêu đích thực, họ sẽ thấy hạnh phúc mỗi khi được chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đàn ông yêu vợ, dù chàng hạnh phúc và thành công hay là đang không xuôi chèo mát mái, chàng cũng sẽ dễ dàng tâm sự với bạn. 3. Nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của bản thân. Anh ấy bỏ qua những sai lầm của vợ, nhưng lại nghiêm khắc trước những sai lầm của bản thân. Đó là dấu hiệu của người chồng yêu vợ. Trước những điều anh ấy phạm phải, ngay cả khi được vợ bỏ qua, anh ấy vẫn ngồi và suy nghĩ lại mọi thứ một cách nghiêm túc nhất, để chắc chắn rằng mình sẽ không thêm một lần nữa phạm phải sai lầm để khiến vợ tổn thương. 4. Tự hào về vợ. Anh ấy có thể chủ động rủ vợ đi gặp bạn bè của anh ấy, hay mời bạn bè về nhà nhậu và nhờ bạn thể hiện vài món tủ. Dấu hiệu của người chồng yêu vợ sẽ không ngại việc công khai vợ của mình trước đám đông. Muốn đi cùng vợ, khoe vợ là cách mà những người đàn ông yêu vợ thường hay hành động đấy các mẹ ạ. 5. Đặt vợ ở vị trí ưu tiên. Cuộc sống của người đàn ông có nhiều cái bận rộn, nhưng nếu yêu vợ, anh ấy sẽ luôn đặt vợ lên vị trí ưu tiên, thậm chí trên cả công việc cũng như sở thích của bản thân. Không có vấn đề gì khiến anh ấy bỏ qua hay tảng lờ những điều vợ muốn, bởi anh ấy yêu vợ như một bà hoàng. 6. Mong nhìn thấy vợ. Đàn ông yêu vợ thì trong lòng anh ấy luôn có hình ảnh của vợ, và dường như lúc nào cũng muốn được kề cận bên người anh ấy yêu thương. Dấu hiệu của người chồng yêu vợ là luôn mong muốn khi đi làm về sẽ được nhìn thấy vợ, được quây quần bên vợ và chỉ yên tâm khi có vợ ở nhà. 7. Quan tâm đến cảm xúc của vợ. Dấu hiệu của người chồng yêu vợ là sự quan tâm tới sức khỏe của vợ. Anh ấy quan tâm tới những biểu hiện nhỏ nhất như nét mặt, thần sắc, sự mệt mỏi. Và không cần bạn phải than vãn, anh ấy vẫn chủ động chuẩn bị thuốc, nước cam cho bạn. Anh ấy hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe tới chính mối quan hệ của mình. 8. Trung thực. Sẽ không bao giờ có thể tin người đàn ông đó yêu bạn nếu như anh ta hay nói dối. Bởi thế, khi người chồng tạo cho bạn sự tin tưởng bằng việc trung thực, để bạn không phải nghi ngờ, bạn hoàn toàn có thể tin anh ấy yêu mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn rất nhiều các chủ đề về tình yêu, về gia đình và cuộc sống mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.